cảnh sát giao thông ra quân, hàng trăm quái xế vẫn tiếp tục quậy banh nóc ở Đồng Nai. Ô nhiễm bãi rác Cam Ly Đà Lạt, vấn nạn dai dẳng chưa có hồi kết. Các làng hoa ven Hà Nội chuẩn bị vào vụ Tết, sản lượng giảm mạnh. Phẫn nộ, nhóm trộm tẩu tán cùng lúc hai xe ba gác máy. Phúc đời thường, một ngày làm việc của công nhân móc cống giữa thời tiết 10 độ C. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, những ngày qua, dù hàng đêm lực lượng chức năng ra quân, rải chốt khắp các điểm nóng đua xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Hàng trăm quái xế vẫn hẹn nhau quậy banh nóc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình vào rạng sáng nay. Để đối phó lực lượng tuần tra, các quái xế chia thành từng nhóm nhỏ, rồi sau đó mới tụ tập lại thành nhóm lớn, lên đến hàng trăm xe. 4 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 12, một số thanh niên không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, rú ga trên những chiếc xe độ tụ tập tại điểm hẹn trên quốc lộ 51. Tại đây, nhóm quái xế cùng hàng trăm thanh thiếu niên đi bão, so kè tốc độ, giật xe cọp được 10 phút, thì một tay này ra hiệu cho nhóm di chuyển qua điểm chơi mới. Cả nhóm ồ ạt phóng theo. 4 giờ 10 phút, hàng trăm xe cùng nhiều quái xế đổ về đường 1A trong khu công nghiệp Biên Hòa 2. Cả đoàn lần lượt tấp lên vỉa hè, tạo thành một đường đua ở giữa cho các quái xế biểu diễn xoay người, đánh võng, bốc đầu trong tiếng hú hét của khán giả. Sau khoảng 30 phút quậy tại khu công nghiệp trên, nhóm bão đêm xé lẻ, rẽ về nhiều hướng rồi giải tán. Theo dân đi bão, đoạn đường quốc lộ 51 hiện đã trở thành điểm nóng về dược, thử xe độ, đua xe của các quái xế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022. Theo đó, trong thời gian này, ngành y tế thành phố, các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo 100% quân số trong các ngày nghỉ để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm lên phương án ứng phó với dịch bệnh, không tổ chức liên hoan tất niên, các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người. Đặc biệt, các cơ sở y tế tại thành phố phải đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị 24/24 giờ trong dịp Tết Dương lịch 2022. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, tử vong còn cao, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022 sắp tới. Hàng chục năm nay, bãi rác Cam Ly tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho nhiều khu vực dân cư. Bộ Tài nguyên và Môi trường từng đưa bãi rác này vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cần đóng cửa khẩn cấp. Thế nhưng, hiện nay, nhiều xe vẫn ra vào đổ rác hàng ngày, khiến người dân nơi đây rất bức xúc. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được. Chiếc xe chuyên dụng chở rác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, đơn vị quản lý bãi rác Cam Ly, vận chuyển rác thải sinh hoạt về đổ tại bãi rác. Thậm chí, cả người dân cũng vô tư đổ rác sinh hoạt tại đây. Nó có cả xe của tư nhân, nó có cả xe của công trình đô thị của thành phố Đà Lạt. Mà người ta không đổ ồ ạt như ngày xưa, mà ta đổ điểm thôi. Ngày ta đổ 5, 3, 7 chuyến hoặc mà đêm người ta vẫn đổ. Tôi vẫn thấy đi qua đây, tôi vẫn thấy mà. Mà có thật, các anh nhìn rõ ràng luôn. Châu bò đã, mà đã san ủi tôi thấy gạt đi, xong rồi lại đâu ở đấy thôi. Thực hiện theo cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, để cho dân nó đỡ bớt khổ đi. Chứ cái cảnh các anh cứ xuống nguồn nước xem. Rửa cái chân không đi qua, không dám rửa cái chân. Còn mùi mỗi lần đốt này, nó lên lồng nặc cỡ nào. Ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng. Theo lộ trình, sẽ không tiếp tục cho chôn lấp rác tại đây để tiến hành hoàn nguyên. Tuy nhiên, đơn vị quản lý bãi rác này vẫn đang tiếp nhận rác. Về cái đóng cửa bãi rác ấy, thì có chủ trương là của tỉnh từ năm 2015 tạm ngừng bãi rác. Hiện nay thì theo quy định thì toàn bộ rác thải sinh hoạt thì nay đã chuyển đến nhà máy rồi, sẽ không đổ đây. Chỉ cần như này đã nói thì sẽ có một số cái loại rác mà vật dụng gia đình này kia, rác các loại rác thải cồng kềnh.
thì hiện nay là nhà máy họ tiếp nhận, thì công ty thì cũng theo chỉ đạo của tỉnh thành phố thì vẫn tạm thời đổ. Do lượng rác quá lớn nên vào mùa mưa, bãi rác Cam Ly đã hai lần xảy ra sạt trượt núi rác nghiêm trọng. Rác kéo dài hơn 1 km, vùi lấp nhà kính, hoa màu của người dân. Nếu không sớm đóng cửa, thì người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Thêm một thông tin khác, thưa quý vị, cận kề Tết Nguyên Đán, người dân tại làng hoa Phụng Công và Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lại tấp nập chuẩn bị các loại hoa tươi phục vụ cho dịp Tết. Đây là những làng nghề chuyên cung cấp các loại hoa để trồng và trang trí cung ứng cho khắp các tỉnh ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi năm vào thời điểm này, tại làng hoa Xuân Quang, thương lái đã có mặt để thu mua hoa về các tỉnh. Tuy nhiên, năm nay, không khí ở làng hoa này vẫn khá vắng vẻ. Các chủ vườn cho biết, vụ Tết này, các thương lái chỉ lấy hàng cầm chừng, chứ không lấy nhiều như mọi năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay, các nhà vườn chỉ dám sản xuất lượng hoa bằng 1/3 các năm trước. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip vụ trộm hết sức manh động, kẻ trộm đột nhập nhà dân lấy một lúc hai xe ba gác máy. Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân cho biết đã tiếp nhận thông tin xử lý. Theo hình ảnh camera và người đàn ông 38 tuổi quê Bắc Giang cho biết, khoảng 19h30 phút ngày 28 tháng 12, khi đó trời đang mưa, có một người nam xuất hiện trước cửa hàng vật liệu xây dựng của anh nằm tại góc đường số 6 và số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Người này gọi điện thoại cho đồng bọn đến, cùng bẻ khóa cửa hàng, lấy hai xe ba gác máy chạy ra ngoài. Hai chiếc xe bị mất giá khoảng 80 triệu, trong đó một chiếc mới mua. Thời điểm trộm đột nhập lấy tài sản, người nhà chủ cửa hàng đóng cửa hàng đi ăn tối. Lúc này, có rất nhiều người đi lại trên đường, nhưng kẻ trộm đã rất liều lĩnh đột nhập lấy tài sản. Nhận tin báo của người dân về một nhóm đối tượng nhỏ tuổi chuyên cướp giật tài sản, công an quận Bình Tân truy xét và bắt giữ băng nhóm gồm 6 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Các đối tượng trong băng cướp không còn đi học, thường tụ tập ăn chơi lêu lỏng. Do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau lập băng đi cướp. Cả bọn thường chở nhau rảo quanh các tuyến đường tìm người sơ hở để ra tay, phân công nhiệm vụ cụ thể, người cướp giật, người cản địa hoặc chống trả nếu bị truy đuổi. Tài sản cướp được sẽ đem đi tiêu thụ ngay cho một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quận Tân Phú, rồi chia đều để tiêu xài cá nhân. Mặc dù còn nhỏ, tuổi đời từ 14 đến 17 tuổi, nhưng các đối tượng trong băng cướp ra tay dứt khoát, manh động và thường đi theo số đông để dễ dàng xử lý các tình huống xảy ra. Đến thời điểm bị bắt, băng cướp này đã thực hiện 2 vụ cướp giật. Ngoài ra, lực lượng công an đang tiếp tục xác minh một số vụ cướp nghi ngờ là do băng cướp nhí này thực hiện. Thưa quý vị, những ngày này, nhiệt độ tại Hà Nội đang giảm mạnh, chỉ còn khoảng 10 độ C, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Cái lạnh càng rõ rệt hơn. Ấy vậy mà những người công nhân làm việc móc cống tại đây lại không ngại vất vả dầm mình dưới cống để đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động bình thường. Những phút cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện nghề đầy nhọc nhằn của những người công nhân này, quý vị nhé. Không gian tối thui, chỉ có thể nhìn nhau qua ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn pin đội đầu. Ba người công nhân móc cống, vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau để quên đi mùi hôi, cái rét 10 độ giữa trời đông Hà Nội. Họ là những công nhân thuộc xí nghiệp thoát nước số 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Địa bàn họ phụ trách là hệ thống cống ngầm thủ công, thuộc địa phận quận Đống Đa, một phần quận Thanh Xuân và Ba Đình. Hôm nay, công việc của họ nhẹ nhàng hơn so với bình thường. Đường cống to hơn, rác thải cũng ít hơn. Ví dụ đường có tên phố, đường to thì có thể là xe cơ giới người ta đưa vào, dàn cơ giới vào làm thì nó sẽ giảm bớt cái khó khăn, cái sức người anh em đỡ vất vả. Nhưng mà ở cái tổ là nó lại đặc thù tổ cống ngầm thủ công. Do vậy làm thủ công thì phải làm trong các cái ngõ ngách đấy. Xem như hôm nay ví dụ đây là nó còn cái địa bàn này nó còn rất là rộng, đường đi còn thoải mái. Vào những cái ngõ ngách, cái hẻm. Thực ra đường rất nhỏ, khi thậm chí cái xe gom mình đẩy vào là kịch đường rồi. Mà hai là cái khu, cái sinh hoạt dân cư, thực ra là nó nhiều cái chỗ là cái hệ thống cống nó chưa hoàn chỉnh. Do vậy là cái công tác nạo vét và công tác duy trì nó rất là khó khăn. Ít ai tưởng tượng ra mình sẽ làm gì trước khi vào nghề. Nhưng khi đã bắt tay vào việc, họ luôn sẵn sàng và chấp nhận những nguy hiểm đang chờ đợi họ dưới làn nước đen sì trong cống. Công việc ngày xưa ấy, nó
vất vả hơn bây giờ. Mà cái hay thứ hai, ngày xưa là làm thủ công hoàn toàn. Và ngày xưa thực ra là mình không có quần áo bảo hộ. Đấy, tức là ngày xưa là mình lội trần hết, mặc quần đùi này, đi chân đất, cởi trần tay không. Đấy, coi như xô mình vào múc. Cho nên là rất nguy hiểm, là khi mình đi làm là rất là hay bị các cái mảnh sành hoặc các cái mảnh cốt pha này bị rớt xuống dưới cống, nó có các cái đinh này, rất nguy hiểm. Mảnh sành, đinh, rồi là sắt thép các thứ, cốt pha xà gồ, rồi các cái đấy tối đen thì đen, nhưng mà giờ đấy thực sự là chỉ có nó tránh mình, mình không tránh được nó. Vì giờ đấy thì anh em làm thì cứ làm thôi, chả may bị dính vào thì thôi thì cũng phải lên xử lý vết thương rồi kia buôn bán thứ thôi, chứ thực ra khó tránh lắm. Vì giờ đấy dưới cống ngầm mà, ai biết ở đấy nó có gì đâu, mà mình lại nạo vét bùn ở dưới cống. Giờ mình dưới nước cống lạnh buốt giữa cái lạnh 10 độ C, nhưng những người công nhân này vẫn thấy thời tiết đã ủng hộ cho công việc của họ. Bởi so với việc nạo vét cống khi nhiệt độ ngoài trời 39 độ C, kèm theo sự oi nóng của Hà Nội, thì làm việc dưới trời lạnh vẫn có vẻ dễ chịu hơn. Vất vả, nhưng làm dần rồi quen, lâu dần lại càng yêu thêm, tự hào bởi cái nghề mình đang làm. Đôi lúc đi làm mệt quá, anh em công nhân cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân về việc xả thải, nhưng không phải ai cũng nghe theo. Mình tuyên truyền người ta nhiều, nhưng mà có người thì người ta cũng xin lỗi, người ta cũng nghe. Có người thì người ta còn bảo kệ tao, người ta nói luôn là kệ tao. Thôi thì mình là công nhân nên mình cũng chỉ góp ý thôi, chứ còn nghe không là quyền người ta. Chứ giữ thì giữ cho bà con thôi, chứ còn anh em đây đi nạo vét cũng là đi làm đẹp cho đời thôi, cũng đi làm cho phục vụ bà con là chính, chứ anh em có làm cho anh em đâu. Công việc của anh em là thế. Từ những ngày đầu bắt đầu vào công việc đến bây giờ, có những công nhân đã gắn bó với nghề hơn 30 năm. Nhưng với họ, công việc là niềm vui, niềm yêu thích. Họ chỉ mong sao mỗi người dân có ý thức hơn một chút để khối lượng công việc của họ vơi bớt phần nào. Dù trời lạnh hay nóng, dù ngày nắng hay mưa, những người công nhân móc cống vẫn không quản ngại khó khăn vất vả trong công việc để hệ thống thoát nước không bị ách tắc ở bất cứ đâu. Niềm vui đối với họ đơn giản chỉ là giúp thành phố trở nên sạch, đẹp hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.